tính ghé ra chơi rồi nhưng mà cuối cùng thấy kinh điển. Mình đang có mặt tại quầy cá cảnh Thái Bình ở mọi người, cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh cái bè ha. Đây mình thấy nguyên một cái đàn chuột hamster rất là dễ thương đang ăn kìa mọi người. Đó, ở bên này có nguyên một cái hồ con chuột kìa, thấy thương quá. Chuột hamster ở bên này có nguyên một cái đàn luôn, mấy con chuột trắng nữa nó thấy thương quá. Ồ, mấy con chuột nó ăn kìa. Này mọi người có nuôi chuột hamster thì ghé quầy cá cảnh Thái Bình nha mọi người, cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh, chỗ đầu đường cái thia vô quá. Mấy con này quá dễ thương luôn. Quá đẹp. Đây. Chẳng những ở đây có bán chuột ha, có bán mấy cái lồng để nuôi chuột nè mọi người. Đó, nguyên cái lồng nhỏ để mình nuôi ha. Combo nguyên cái lồng luôn. Ở đây có bán thức ăn nè. Thức ăn dành cho chuột nè. Nè, cái này là cái gì ta? Mỏng thơm gì đó. Một cưa hả? Một cưa mọi người, với này là thức ăn để cho chuột ăn. Trong xóm có con nhỏ sát bên, con bé đó, nó trên phố đó, nó mang về mấy con chuột kia mắc cười lắm. Đây cũng có khách hàng vô đây, người ta mua lửa cá ha, người ta mới mua nguyên một cái bộ cá là về kìa mọi người. Đây có mấy con cá bảy màu nè mọi người, full gold. Quá đẹp luôn. Ở bên đây là bạn nuôi mấy con gì trong đây ha? Bên đây không có cái con gì hết. Ôi, ở bên đây có mấy con cá nữa nè phải. Đây thức ăn cho mấy con chuột hamster. Ăn cơ cao cực ăn. Ăn cơ cực ăn nha bà. Trời ơi đẹp dữ vậy. Mấy con này đúng. Mấy con này đúng đẹp luôn nè. Có cá la hán nữa kìa. Đó, quá đẹp luôn. Cho cô ba ra coi. Nè mấy con cá nó không có tiêu rồi. Nè. Rồi mấy con cá bảy màu quá trời nè, phát nó đẻ con nè. Đẻ con. Đẹp quá. Đẹp vậy. Có mấy cái hồ, mấy cái chậu luôn nè mọi người. Nó cá cảnh Thái Bình nha mọi người. Đầu lộ cái thia vào cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh mình đó. Ở đây shop cá cảnh Thái Bình mình có bán mấy cái hồ thủy tinh này nữa nè mọi người. Đó, quá trời hồ luôn kìa. Wow, đẹp vậy. Đúng đẹp luôn á. Xịn sò. Ok, này là cái đèn đó hả trời. Quá đẹp. Nhìn sáng thật luôn á. Đây bằng Thái đang vệ sinh lại mấy cái hồ cá mọi người. Đó, phía trước. Đây mình có mấy cái con cá lóc rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Cá này là cá gì ta? Kim sơn. Không phải, cá lóc. Đẹp quá. À, bữa hôm thấy buổi tối đầy bắt đèn đẹp ghê. Hôm qua định ghé đi chơi rồi nhưng mà cuối cùng thấy cúp điện. Biết sao không? Ở trong trường Hòa Khánh á có điện, cái làm biến đi vô giổng. Tại vì trong giổng xài điện ba pha gì đó. Đèn nè mọi người. Đó giờ ké luôn.
Đây một cái mấy cái quầy kệ cá đẹp ghê luôn mọi người. Nhìn cái hồ ở trong vắt thôi. Đó. Phượng hoàng. Phát có con này đẹp quá trời luôn nè Phát. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Đây tiệm cá cảnh có bán đầy đủ cái dụng cụ để chăm sóc cá kiển ha, thức ăn nè. Đó, cái nào cũng có ghi cho mọi người có mà thích đó. Đến đây ủng hộ ha. Cá cảnh Thái Bình. Nên mấy cái này là cái sỏi hả? Wow, có con la hán nữa nè Phát. Cá lóc vàng. La hán nuôi kèm dưới đó. Mấy con tỳ bà gon nè mọi người. Cá gì mà đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đây cô ba coi, trời ơi mấy con này đẹp quá Phát à. Quá đẹp luôn nè. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Con làm đây. Con này à. Nè, mua một cái hồ cá này là cá Sekan hả? Ôi mấy cái này dễ thương quá nè. Quá trời cá luôn. Ồ, mấy con tép nhỏ nhỏ nhỏ. Ra cho cô ba coi coi. Con cá gì? Ồ, có con cá nè. Cá gì? Cá lóc á. Cá lóc hả? Đúng rồi. Sâu, sâu gạo. Có cá, có cá. Đẹp dữ vậy, đẹp dữ vậy. Cá nóc nè. Ờ, mấy con này nó ăn chuối kìa. Nó ăn nguyên chú chuối luôn á. Nè, chú chuối này nó ăn hết trơn. Cho cô ba coi coi mấy con này coi. Ba ba. Cái này là gì? Cá. Đi thi mái á. Cá ơi, Phát thích quá. Quá đẹp luôn mà. Đây Phát, Phát con cá màu đỏ nè Phát. Con cỏ nè.